giờ muốn lên rảnh lắm, muốn lên rảnh năm ba mình lắm mà nó không cho, nó nằm dài không à, mà nó còn kêu à, à ông á phải kêu á con đĩ thỉ á về rước ông lão đi đi, nó không chứa ông lão nữa, nó không chứa ông lão nữa, chị nói là em quay lúc này lên đây, nó không, tôi không chứa ông lão, nó không nuôi ông lão nữa. Rồi bây giờ thì hồi nãy giờ thì vấn đề về ở bên tâm linh thì nhưng mà theo để theo cái lời ý của cháu đó thì để cho nó làm theo ý nguyện của mẹ nó đi. Bây giờ hiện tại thì chị đang bức xúc về cái chuyện mà chị và anh Hải là em của chị phải không? Là cái vấn đề đó là chắc có thể là về tiền bạc. Thì bây giờ nếu mà chị muốn anh em của tụi em làm YouTube để giúp, có đôi lúc đó thì mình muốn giải bày, mình muốn để cho người ta biết nhưng mà không có ai để mình tâm sự đúng không? Bây giờ là chị muốn lên ghi hình lên để cho cũng như anh Hải bên kia biết luôn, cũng như cộng đồng động mạng biết luôn là chị không có giữ tiền. Thì bây giờ nếu mà vậy thì mình có thể là từ cái lúc mà cái vụ án ba người bị mắc vậy rồi tiền hỗ trợ tiền này tiền kia chị có thể kể lại sơ lại để biết không, có khi là để cho mọi người ta còn anh ta cũng biết á, tìm hiểu á, người biết á. Thì người ta đi tiền đó là hồi lúc ở trên rảnh á, mình kể là những cái tiền của người ta hỗ trợ như thế nào, người ta hỗ trợ là người ta đi là bao nhiêu là chị không có biết, lúc đó đưa đó nè là chị đếm là được 70 mấy triệu. Là cái đó lúc là... đó là lúc đó là đưa tiền đó là 70 mấy triệu trên bệnh viện cái gì đó, trên bệnh viện hỗ trợ rồi, về đấy ha. Hỗ trợ gì rồi sau lại đi về trên này đó là chỉ mua nãy cái nọ đó. Rồi xong lại là còn lại đâu bao nhiêu tiền không biết nữa, mà thằng Hải nó đòi tiền là nó kêu một quay phải đưa cho nó mua chiếc xe. Thằng Hải á nó kêu đưa cho nó tiền nó ham chiếc xe. Rồi tôi mới nói là tiền bạc rồi thiếu thốn đủ thứ hết trơn á, còn mặn mặn từ mẹ mua. Cái bữa đó nhậu vô rồi cự cãi gì đó, nó nói là nó không cần ông hậu nữa. Chị nói đây em cứ việc ngay mà nó không cần anh hậu nữa. Bây giờ còn tiền á là đáng lý ra là tiền vàng Hải nó câu vàng của ông Dứng thì bà giữ đi, tôi không có chia chắc thì vàng đó, còn số tiền á người ta đi còn lại thì bà đưa lại cho tôi. Cái tôi nói là tiền đưa vàng vậy đó thì tao đưa lại cho ông Mỹ gì đó, bao nhiêu tiền tao không biết, thì con Mỹ nó nói tao thì nó nói nhiêu thì chị nghe vậy. Thì đưa xong rồi chị đưa cho con Mỹ, thì con Mỹ nó có đưa là 25 triệu là cho vậy, chị mới đưa qua tiền chồng chị là lên rảnh mua xe là hết 22 triệu mấy trăm. Anh hậu mới đưa cho Hải thêm 1 triệu nữa đi dán keo xe mua nón bảo hiểm về cho vợ nó gì đó là cũng đến 23 triệu mấy rồi đi về rồi chính tay chị đưa cho Hải 2 lần là 8 triệu rưỡi bạc là cho Hải đi trả nợ tiền này tiền kia gì cho ai chị không biết, còn tiền bao nhiêu là chị không biết nha. Rồi mới đi mới chị mới bước chân chị lên trên rảnh đưa là con Mỹ nó cho chị đó là đưa chị 2 triệu là đưa chị 2 triệu chị lên Sài Gòn rảnh chị ra ngoài nó chở chị công nhận em xui thằng em bận mãi chị nói bữa nay nè con Mỹ nó chở chị đi té xe nè té xe nè thấy không té rồi ở đâu nó cắt chị con Mỹ nó chạy xuống tới huyện dưới nó mới giá cho chị 4 mũi xong mới điện cho thằng Hải xong còn chị không nói nữa. Cái con Mỹ nó thôi chị ba ơi con chị ba đừng có điện cho dượng ba hay dượng ba không hay không la con cái gì, tôi lên rảnh xong chị cũng đi về không nói. Nó 1-2 là nó mới kêu chị á là phải đưa tiền cho nó, rồi hai vợ chồng mới lên rảnh lãnh tiền lương của thằng Thiệt á. Lương Thiệt mặn rảnh được 2 triệu 9 45 ngàn, con Mỹ ra cũng đưa cho 2 triệu 9 45 ngàn, nó đưa vừa xong là vợ nó lấy bỏ túi liền. Xong rồi thằng Hải thì lãnh lương đi lên rảnh, thằng đó con Mỹ mới đưa cho mấy triệu bạc lên rảnh á là trả tiền trên trọ cho Bình Dương rảnh hết 3 triệu mấy bạc. Vậy là nó chạy xuống dưới nó sắm đôi bông cho vợ nó là gần 3 triệu bạc. Nó chị nói sao có sao cho nói vậy, chị không biết nó sắm đôi bông cho vợ nó nghe. Rồi tối lại hai chồng nó cự lộn, rồi nó đuổi vợ nó về chồng gì đó không biết, nó mới đòi đôi bông, nó nói còn mày còn giữ của tao á là 1 triệu mấy gần 2 triệu, thôi mày đưa lại cho tao 1 triệu rồi như tao cho mày đó, rồi với đâu tao cho mày đôi bông luôn đó. Mà chị ngủ hôm trước, chủ lên trển nó ngủ hôm trước là hai chồng cự lộn cự gạo gì chị không biết đó. Rồi đã đợi nó kêu chị đưa tiền mà tiền ở đâu ra, nói, cái là anh Hải kêu hay là vợ anh kêu? Không, thằng Hải kêu chị đưa tiền. Tụi mày á còn con vợ thằng Hải á nói chuyện câu gì nè, nói với Mỹ có Mỹ luôn. Bả giữ tiền bả đưa cho con ý á là hết 90 triệu đi chỉnh chuột vàng lại giờ trong mình bả giờ mấy cái vàng nhóc hết trơn. Tại thiệt có vàng của chị, vàng của con Dứng có chị có giữ là bả hổng chị đi cầm mở cái mãi em thấy đó. Dạ. Để em thú cho bả luôn đó, có rõ ràng. Chứ không bây giờ nó đi mà vàng tiền của chị chứ không phải tiền của nó. Cái con Mỹ mới trả lời nó một câu. Bà đừng có nói vậy, bả nghe được là không có chuyện đó. Vàng tiền của bả chứ tiền đâu ra, bả lãnh lương chỉnh con ý lên chỉnh lãnh lương của bả 4-5 triệu gì đó, con ý lãnh 4-5 triệu nữa. Là bả về đây rồi tôi nghe dượng ba nói là dượng ba đem về hỏi danh chỉnh.
hỏi hết 10 triệu bạc, rảnh là dựng ba mượn người ta đỡ là 1 triệu, là một tháng 100, 10 triệu. Là dựng ba đem về đây là đưa cho bà có con làm chứng rõ ràng là con Mỹ nói nghe. Cái anh Hải giục miệng, Hải nói một câu nè. Lý mẹ tụi bay, má tụi bay đừng âm mưu, tụi bay dồn tiền có thể hết rồi. Nó dồn thiện, dồn tiền có thể đâu. Có tiền, có đồng nào đâu dồn thể mà Hải nó giữ vậy gì đó. Cái chị mới tức, cái chị mới nói một câu á là mày làm gì mà mày phải giữ, mày nghe lời con vợ mày, còn con Diễm mày mà ở đây được thì mày ở, nếu mày không có được thì mày biến đi, có nói rõ ràng. Là chị ngỡ là em mình lúc đó là nó không có bị cái gì. Chị mới đây thôi, chị ngỡ là em mình nó còn vậy, mình nói vậy chị có giữ nó. Cái nó nói là đồ đạc gì đó trong nhà, trong cửa này nó không có tới đồ đạc nó mua, nó sắm vô trong nhà này. Chị có nói một câu, mày đồ đạc gì của mày ở đây, mày muốn gì mày cần mày chở về chổng nó đi, mày chở hết về chổng đi, rồi mày kêu cho tải chở đi, tao mua đồ khác tao xài. Cái đồ đạc ở trong đây mà mày nói đồ đạc, nó biết bữa đó rõ ràng chính con vợ Hải nó kêu chị để vàng để tiền trong chổng mà chị tình thiệt chị có để ở trong cái tủ, mà cái tủ bên thờ bà mẹ, tủ cây đó là thờ bà mẹ đó, chị để trong chổng, chị mới phá, chị phá tủ lại, chị mới bỏ chị phá trong tủ. Cái bữa đó chị, cái tính của chị ngộ lắm, cái nó khiến sao đâu á, bỏ mới bỏ tối lại, chị lấy chị bỏ ngoài đi, nó rút một chìa liền, rút một chìa chị phá của chị liền, rồi nó mở ra nó kiếm là ai ngờ đâu, chị lấy rồi tiền vàng của chị lấy hết rồi. Thế là lúc đó là tiền không có nè, mà vàng chị lấy hết rồi. Cái con Mỹ mới nói chị ba á, con thấy bả với lợi á, chắc chưa nó bảm nhỏ, bả mở ra bả lấy con chìa. Thế vậy con Mỹ kêu chị sai ổ khóa, chị sẽ kêu thợ là sai ổ khóa 60.000 bạc. Nó ngỡ là chị sai ổ khóa, chị sai ổ khóa bỏ khóa nó ra, nó giữ chìa, chị giữ chìa mà chị bỏ ra sai ổ khóa khác, ai ngờ đâu để hờ cơ đó, nó lấy vợ, nó lấy ổ khóa luôn, lấy chìa khóa ra nó mở ra nó kiếm chồng, mà ai ngờ vàng tiền là chị đem giúp mà chồng chị gỡ rồi. Là bữa đó cự cãi là chị đem chị gỡ rồi. Chị nói thẳng chị không nói thêm đâu, nó chị giữ tiền mà có giữ tiền cái bà kia đâu. Thì bây giờ vàng của mẹ người ta thì Mỹ nó giữ, nó gỡ chị thì chị giữ, đúng không? Theo như chú nghĩ đi, không để giờ vàng của mẹ người ta đưa cho nó nữa, không phải mình nói đây đúng không? Mà không phải là tôi nói là giờ tiền bao nhiêu kiếm con mày có không được, mà kiếm em mày có không được, còn mày muốn làm gì đó thì tới tự đó mày làm. À không, nó nghe lời vợ nó, chứ con cái một vậy đó, mà làm một lần thì nó không có như vậy. Bị gì lên xuống đây cũng biết nó không có như vậy, mà tài tự hữu thì mới chết tới giờ là nó bắt đầu nó bữa hổm thì lúc mà phỏng vấn nói chuyện rất là hiền, nó dễ thương lắm, không phải dễ thương lắm, hiền lắm, mà sao từ từ lúc mà chết tới giờ mà nó nghe lời làm tới tấp luôn. Chị buồn cái đó thôi, chị nói hồi đó giờ em mình đâu có vậy đâu, bây giờ nó vậy rồi không biết làm sao, chị không biết làm sao, giờ nói đây rồi nói thì nói cái tâm linh của ông Dứng thôi, ông Dứng nguyện vọng gặp anh á, đặng gỡ ra đặng cho nó đi chưa thoát vậy đó. Không bình thường ông Dứng cũng lúc ông Dứng còn sống trên đời, ông Dứng cũng đòi đi chùa hoài à. Nếu mà lỡ mà tao mằng mà tao á mằng không nổi, mày không nuôi nổi tao á, nó không với con Mỹ á, đặng Mỹ nói nha, tao cũng vô chùa, tao ăn cơm chùa, tao làm công quả tao cũng ăn cơm được à, đòi vô chùa hoài à. Tết nhất tao làm gì kia về là cũng xuống đây ở đây không? Ở đây không à? Ở đông Dứng á. Chị Dứng à? Ở đây không à? Không có rảnh, nó cái rảnh lắm. Tại vậy chị ở dưới đây đó, rồi nó rảnh cũng không có thuận với, nói chung ra là... Ở ngoài là chị tên là chị Dứng, ở trong giấy là Đào Thị Dững. Ờ đúng rồi, ngoài tên Dứng, trong giấy là Đào Thị Dững. Sinh 1985 á, Dứng á. Nói hồi lúc nó còn sống nó không có thuận, chị nói có sao, chị nói vậy nó có không thuận. Trời em mình nè, anh mình cũng thương, mà con cháu nó lo hết. Bản cái là con nhỏ này nó dữ lắm, con vợ cũng dữ lắm, mà rước gì con này ghê thiệt chứ. Đâu mà rước gì ai cũng sợ chứ, điều ai cũng sợ, giờ nó chữ ghê lắm. Chữ thì chồm sớm không đạnh, mới bảo mới gặp sáng nói nè. Gặp chữ chồm sớm chữ mới không mà, để ganh tị rồi chữ người ta để ngựa không mà. Rồi bà nói là tao già đó, tao không dễ đâu chứ mà ngon mà. Bà nói bụng mày sợ gì, vợ ngậu của nó con không sợ đâu. Bà nói mày đập cho nó một trận, nó con không sợ đâu, mà con nghĩ em con thôi. Nếu con đập đây nó có cái gì em con cũng lo à. Mà giờ lúc này thôi kệ đó, con cũng niệm trời niệm Phật á. Giờ con không quan tâm, mốt mà lỡ nó có chết chị có không về đâu. Còn ba chị chết thì chị về thôi, chị nói thẳng luôn. Ba chị mà lỡ mà ổng có thấy ông cho bà sớm thì chị về thôi. Còn mà ổng nằm đi đây chầm nó không cho đem về đây nữa, con không biết sao. Giờ muốn lên rảnh lắm, muốn lên rảnh năm ba mình lắm mà nó không cho. Nó nằm sàn không à, mà nó còn kêu à, à ông á phải kêu á con đĩ thỉ á về cứ ông lão đi đi, nó không chứa ông lão nữa, nó không chứa ông lão nữa. Chị nói là em quay lúc này lên luôn, nó không, tôi không chứa ông lão, nó không nuôi ông lão nữa, nó không chứa nuôi ông lão nữa, nó kêu mà ông lão không à. Nhưng bây giờ như là như hắt hủi ha. Ờ thì nó hủi, nó đuổi ổng đó, mà nó không có cho vô nhà. Chị nói thẳng luôn, không có cho vô nhà. Nó là chẳng dạng là nó đóng cửa trên, ổng ngủ ngoài đồng, nó nửa đêm, bây giờ lỡ mai mà ba cái bình nặng ba chết thì nó cũng ấy nữa, nó cũng không có ngàn là tới ba. Nhưng mà hiện tại là cái ngôi nhà đó là cụ vẫn còn ai còn đứng tên. Út Dứng đó, Út Dứng đó, nhà Út Dứng nền đất Út Dứng luôn, chị đâu có sang tới giờ chưa ăn đó kìa. Cái đời chị còn đang nắm nè, nền đó thì nhà nước cắt nha,
là Út Hiến đứng tên rất là cho má, còn giấy tờ chị bán đất đó, đó là giấy tờ chồng chị, bên chồng chị còn đứng, chị đang giữ bằng khoán luôn nè. Chị nói là có giá đáng gì cái nền nhà có chút xíu đó chú, mà chị nói chút xíu mình cũng có cho mình ở phải không, không có giá gì mà nó dành mấy gì đây, nó cầm quyền mà nó bị điên rồi, nó loạn rồi, nó bị bùa mê thuốc lú gì hay là sao không biết, nó loạn rồi, nó không coi chị ra cái gam nào chứ, thôi kệ đi. Mà chồng chị bỏ liều luôn, chồng chứ nó kệ đó, làm Mỹ nói gì ba đừng có sang không có mộng gì đó, để đứa con biết không. Tức quá bữa đó chị mới làm cái đơn, làm cái đơn là đi ra ngoài diễn với lại thằng Thành á, là dưới xã mình á, là chị thưa cái mờ xuống cái đã nhảy tưng 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 nữa, mẹ lại chừng hải nó nói làm gì mà bà làm đơn mà thưa, ai làm đơn này. Chị cũng tình thiệt, tao nói tao không có làm, tao không biết chữ, tao không làm, mà này chắc anh ba mày viết ý viết làm đơn thì gỡ về ổng đưa về chị đem lên chảnh, thì mờ nó xuống rồi nó bỏ ra đi, nó te 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 chữ thờ chữ thuốc nó đạnh luôn. Bữa đó nó chạy đó, nó cầm dao nó kiếm chị lên tới Vũ cũng qua bệnh, nó kiếm mấy bả nói nó đi kiếm mày mà thiệt, Vũ có đóng cửa là chúng trong buồng Vũ á, nó chúng trong buồng á. Mà tao nói làm gì mà tao về đây tao đút nhang mà là tao có ăn cái gì đâu, mà tao có làm gì đâu mà phải mày phải kiếm cái tiền tao, mà chị nói thiệt luôn, mà không phải đi về đây là đứng không mà chị về đâu. Chị tính là chuyến này là chị đi dẫn 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 luôn, chị không về đó, mà ai ngờ đó nó nhập vô cho ý con gái chị á, là về làm về đây là làm đó. Đó là chị mới về thôi chứ giờ về không, mà chị cũng đi chùa đi chiền đi coi này kia này, chị không bỏ em đâu. Trời. Em có việc coi thì chị không bỏ em đâu. Mẹ em suy nghĩ, mẹ suy nghĩ cho cái đứa kia mẹ nghe cái mày mà bắt cái clip mà lên để coi á, chị đau lắm, còn có ai chứ em mà chị dẫn lo cho ba đâu.